Nhà Zinban xin được kính chào tất cả các bác ạ. Hôm nay anh em về một chiếc xe Binchi Camanon 4, xe của Ý xuất Nhật và được mua đấu giá từ trực tiếp từ Nhật về Việt Nam qua đường E. Xe có cấu hình khung nhôm và càng trước càng sau là carbon, cọc yên là carbon. Xe có size là size 48, sẽ phù hợp với các bác có chiều cao từ 1m66 đến 1m76, chạy chiếc này sẽ phù hợp. Xe dùng cặp vành nhôm hai lớp của Binchi, vành Camanon và dùng bộ chuyển động 3 đĩa và 9 lít Shimano Tiagra. Lần đầu tiên nhà em về một chiếc xe cả dòng Camanon 4 này. Camanon 1, 2, 3 thì nhà em về nhiều rồi, nhưng mà riêng dòng Camanon 4 thì lần đầu tiên. Bộ chuyển động Shimano Tiagra. Và chiếc này là một chiếc xe Touring City Bike nhưng mà được trang bị với một cái cấu hình như xe road. Đấy, bộ Tiagra cực kỳ là khỏe khoắn và đẹp. 2, 4, 6, 8, 9 lít 3 đĩa và 9 lít. Đấy, Meyer trước sau đồng bộ Shimano Tiagra luôn. Trước này gọi là full Tiagra ấy. Cặp vành nhôm 2 lớp của Jaco. Đây, tem Camanon Binchi Jaco DRX6000. Xe chiếc vành này sản xuất tại Taiwan. Nhôm 6061 T6. Meyer nhôm sáng bóng Shimano Tiagra, tem Camanon cực kỳ đẹp, cờ Ý. Và chiếc này có cái càng sau carbon các bác nhá, cái họ để lộ cái vân carbon màu đen cực kỳ đẹp. Chiếc này để dùng cặp phanh V Shimano. Đấy, má phanh Shimano và lốp còn rất là đẹp. Chiếc này thì dùng cặp lốp này là 700 lốp Continental các bác nhé, 700 x 25C. Đấy, cái tem lốp thì hơi mờ một chút xíu nhưng mà về tổng quan thì còn rất là đẹp. 700 x 25C Continental là dòng lốp cao cấp rồi các bác nhé. Đấy, chiếc này thì trang bị như xe road luôn. Cặp giò đĩa của FSA và đôi pedal Shimano. Chiếc đôi pedal này thì có thể đi giày bình thường cũng được hoặc đi giày cá cũng được. Đấy, giò đĩa Shimano FSA, gạt đĩa nhôm luôn Tiagra, trông rất là đẹp. Khung thì có tem cờ Ý đây, Italia Design, hình con tắc kè hoa đây, Quattro Camanon 4. Trước này thì dùng màu sơn thì màu xanh đặc trưng của Binchi, gọi là màu xanh xanh min, xanh ngọc. Và có tem chữ Binchi cũng như là tem màu ghi. Chiếc này thì dùng bộ chén cổ của FSA, ốc Binchi, cái vòng đệm chén cổ Binchi và là carbon. Dùng bộ chiếc đầu xe này, ghi đông và pô tăng là của FSA luôn này, ghi đông bắp chuối cực kỳ khỏe, tay phanh Shimano đều rê cực kỳ cao cấp, trang bị trên những chiếc cao cấp rồi, tay nắm nguyên bản theo xe từ đầu của hãng các bác nhé, rất là êm. Đấy, có cái phần đệm ở đây để chúng ta tì cái tay vào nó êm, đệm đây. Tay bấm xả 9 speed và bên này là 3 speed, phanh cực kỳ là nảy và nhẹ Shimano, má phanh cũng Shimano luôn. Đồng bộ trước sau, càng carbon, càng trước carbon và vân carbon cực kỳ đẹp. Và riêng chiếc càng này gần như không có vết xước luôn. Quýt thắm ở nhanh Shimano Meyer Tiagra, trước sau đồng bộ cực kỳ trơn và nhẹ. Cặp vành Camanon trước sau đồng bộ, chân đi chân khuyên các bác nhé, chân cam này, chân vành này và cam màu đỏ. Mỗi một chiếc Binchi Camanon 2, 1, 2, 3 thì đều có những chiếc nan hoa khác màu, đấy là hai chiếc ở cạnh chiếc van để chúng ta dễ nhận biết cái nắp van nó ở đâu. Đấy, và cặp vành còn rất là mới. Lốp thì Continental 700 x 25C. Đây, Continental tem lốp đây. Để qua cùng ngắm nhá. Continental này 700 x 25C. Đấy, các bác nhìn bên này, tổng quan chiếc xe Binchi Camanon 4. Chiếc xe rất là hiếm. Ở bên Nhật cũng hiếm và ở Việt Nam thì đặc biệt hiếm luôn.
và nó còn đẹp như này, xe đấu giá, giấy tờ Nhật đầy đủ. Về đường E, chiếc này dùng cái yên là yên SR cực kỳ êm, và dòng cao cấp mới trang bị cái phần nó có một cái gọi là silicon cực kỳ ở bên phía bên trong này, cực kỳ êm. Đấy, chỉ những chiếc đắt tiền nó mới trang bị cái dòng yên này thôi ạ. Càng thì càng carbon. Đây nó có một số cái vết xước ở cái cặp yên, là người ta nắp cái khóa yên người ta vặn vào thì nó hơi xước một chút xíu đây. Đấy. Càng sau đây, chiếc này về không có chân trống các bác nhá. Chủ người Nhật không lắp chân trống. Đấy, trên các bác nào mua nếu thích lắp chân trống thì em sẽ lắp chân trống cho, nhưng mà nếu mà tìm cái chân trống từ Nhật thì cũng hơi. Đây là cái miếng mỡ ở cái phần trục của nó vẫn nguyên từ đầu luôn đây này. Chiếc này đi thứ nhất là đi ít, thứ hai là người ta cũng bảo dưỡng cẩn thận. Pedal Shimano cực kỳ đẹp, pedal nhôm. Đây, chiếc này có size khung đây, size 48. Và cái tem của cái cửa hàng bán xe Nhật ở bên Nhật đây ạ. Chiếc này sau khi đấu giá thì cái tem ở đây người ta vẫn để cái tem công an Nhật cấp, tem đăng ký an ninh. Đây, cái này có cái màu rất là lạ. Đấy, cái tem đăng ký an ninh đây nhá. Còn giấy tờ như đầy đủ. Đấy, xe tổng quan còn hình thức rất là đẹp. Và gần như không có cái vết xước sát nào đáng chú ý. Và trên khung duy nhất có một cái vết chút xíu ở đây thôi. Đấy. Và cái yên thì cái phía bên này nó có một cái xước một chút xíu. Đấy, không ảnh hưởng gì về đến sử dụng, nhưng mà về thẩm mỹ thì nó bị chút xíu xước ở đây. Em cũng quay chi tiết để bác cùng ngắm. Nếu mà muốn đẹp thì có thể dán một chút cái băng dính ở đây cũng được. Băng dính đen cùng màu. Đấy, tổng quan chiếc BNC Camanong 4 rất là hiếm gặp. Đây, các bác có vừa sai nhu cầu thì có nhu cầu liên hệ với nhà em Zinbuy nhé. Có địa chỉ tại số nhà 39 ngõ 325 Giảng Võ, Hà Nội. Số điện thoại Zalo là 0915 640 706. Xe đấu giá Nhật về đường E. Rồi, em xin được tạm dừng video tại đây. Các bác có nhu cầu thì alo liên hệ trực tiếp với em. Em cảm ơn và xin chào tạm biệt.